Sao mình thấy cô đơn quá, sao mình thấy chán quá. Vậy nên là mình mở trang web lên, xong rồi tìm kiếm một cái món đồ gì đó, rồi mình đặt mua nó. Nó về, nó ship về tới nhà mình mở lên mình thấy ôi thật là có thành tựu. Hôm nay mình muốn nói với mọi người về một cái chủ đề mà trước đây ấy, thì mình sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng một chút. Hơi cảm thấy nó bị cá nhân quá một chút. Và đặc biệt á, chủ đề này là một cái chủ đề rất là hot mà có thể là bất kỳ ai cũng có thể có một cái sự quan tâm nhất định trong một cái giai đoạn nào đó, chắc chắn là mọi người sẽ phải nghĩ về cái điều này. Và đằng sau lưng nó cũng là một cái ngành công nghiệp mà nó rất là lucrative, tức là rất là nhiều tiền á mọi người. Cho nên nó là những cái lý do cho cái sự e ngại của mình. Nhưng mà đến thời điểm gần đây á, thì mình tự nhiên suy nghĩ là biết đâu cũng có những bạn á, cũng có cái khởi điểm và cái trải nghiệm giống như mình. Tức là khi mà bắt đầu vào á, bắt tay vào thì sẽ cảm thấy khá là mơ mơ hồ hồ. Xem rất là nhiều video nhưng mà lại không biết là trực tiếp cụ thể nó sẽ gắn vào cuộc đời của mình và cái cách sống của mình như thế nào. Rất là dễ bị bỏ cuộc tại vì cảm thấy nó không có ứng dụng được. Và cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay không ngoài khác, tài chính cá nhân. Để mà nói về tài chính cá nhân á, thì có lẽ xuất phát điểm của mình sẽ là điển hình cho tất cả mọi người. Đó là khi mà bắt đầu làm sinh viên và có công việc làm thêm đầu tiên, thì đó là lúc mà mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cái quản lý thu nhập chi tiêu của mình. Nhưng mà mọi thứ nó vẫn rất là giống như là cát trôi khỏi tầm tay mình đó mọi người. Đó là bởi vì mình không biết tại sao, nhưng mà kể cả khi mà mình có nguồn thu nhập thêm rồi thì mình vẫn có thể tiêu hết được cái số tiền trong tháng đó và không giữ lại được gì cả, và cũng không biết là mình đã tiêu những cái gì, tại sao nó lại tăng, tại sao nó lại giảm. Như vậy hoài cho đến mình nghĩ là cũng phải sau 6 tháng đi làm thì mình mới bắt đầu có một chút cái ý niệm gì đó về cái chuyện tiền bạc. Và cái này là tự mình nghiệm ra và rút kinh nghiệm luôn, chứ không hề qua một trường lớp sách vở hay là có ai đó chỉ bảo gì cả. Ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là rút ruột gan nha mọi người, để lấy hết tất cả những cái kinh nghiệm của mình trong cái quãng đời bắt đầu làm người lớn để chia sẻ với mọi người về việc quản lý chi tiêu trong cái cuộc sống mà bắt đầu đi làm nè, rồi có những cái cột mốc tiếp theo như thế nào. Cũng có một cái giai đoạn á, mình rất là hứng thú với cái chuyện hai chữ tài chính, à bốn chữ tài chính cá nhân nha. Xem rất là nhiều video nè, xong rồi đọc rất là nhiều sách về tiền nè, về cách làm giàu, về cách mà để có thể đạt được tự do tài chính nữa. Bốn cái chữ rất là lay động lòng người như vậy. Nhưng mà cuối cùng kết lại và chốt lại á, cái điều có lẽ lớn nhất mà mình học được trong cái khoảng thời gian này á, đó chính là hai chữ cá nhân. Tức là tài chính cá nhân á, thì nó rất là cá nhân. Nó cá nhân ở cái chỗ là cuộc sống của bạn ra sao, cái môi trường kinh tế ở cái nước mà bạn đang ở ra sao nè, năng lực thu nhập của bạn đang nằm ở tầm nào, và cái khả năng chịu rủi ro nữa. Nên á, khi mà mới bắt đầu có đi làm và có tiền thì mình đi tìm hiểu đầu tư ngay lập tức, nhưng mà mình lại không có biết làm cách nào để có thể ứng dụng vào được cái cuộc sống của mình hết. Tất cả những cái tips hay tất cả những cái chia sẻ mà mình xem được của tất cả mọi người làm về finance hay là personal finance á, nó bị hơi xa vời với thực tế mà mình đang sống, với cuộc sống ở Phần Lan, mức lương ở Phần Lan và cái chế độ thuế, chế độ kinh tế mà đất nước mình đang sinh sống hiện tại nữa. Và cái điều thứ hai mà mình cũng nhận ra luôn á, đó là khi mà mình mới bắt đầu đi làm và mới bắt đầu có nguồn thu nhập đi, mà mình chưa có một cái nền tảng tốt về cái chuyện quản lý tiền bạc, quản lý chi tiêu á, thì rất là khó để mà mình có thể nhảy vọt lên cái bước là đầu tư và sinh lời, làm cho tiền, đẻ ra tiền, là một cái chuyện khá là giống như là chưa có tập đi đã tập chạy với mọi người. Đó là bởi vì á, cái chuyện mà đầu tư á, thì cái điều cơ bản nhất á, là mình phải có tiền nhàn rỗi. Mà nhàn rỗi thực sự ở đây á, tức là mình không có cần kiếp, mình có một cái dòng tiền ổn định, mình luôn luôn có một cái khoản dư và mình không có việc gì để đụng đến cái khoản dư đó. Và cái khoản dư đó nó đã kiểu, tức là mình đã phải có một cái quỹ dự phòng, đề phòng những cái trường hợp bất trắc sẵn rồi. Rồi sau đó những cái tiền nào mà dư ra khỏi cái quỹ đó thì nó mới là tiền nhàn rỗi để mình có thể đầu tư được. Bởi vì á, nếu như mà mình vội vã đầu tư, mình vội vã kiếm tiền để làm sao mà đồng tiền của mình nó sinh lời thêm nhiều nữa, trong khi cái nền tảng của mình, cái mức tài chính của mình á, nó vẫn chưa thực sự vững chắc, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Chỉ cần một cái thay đổi nhẹ hay là một cái biến cố nào đó trong cuộc sống thôi, mình sẽ có thể là phải rút hết tiền đầu tư ra nè, rút hết tiền tiết kiệm ra. Đương nhiên là không mang lại lợi ích gì, mình nó không mang lại cái hoa trái gì hay là cái lời gì trong việc đầu tư của mình, đúng không? Đó là cái bài học kinh nghiệm mà mình rút ra được sau rất là nhiều giờ để xem những cái video về đầu tư cũng như là tài chính cá nhân nha. Thêm một cái điều nữa mà mình ngẫm ra được á, không phải bất kỳ thời điểm nào hay lúc nào mình cũng sẵn sàng để học về tài
tài chính cá nhân hay là đầu tư. Và đặc biệt á, là cái thời điểm mà mình đang rất là căng thẳng hay là burn out, kiệt sức vì công việc hay là vì những cái vấn đề cá nhân trong cuộc sống á, thì rất là khó để mà mình có thể bỏ thêm cái thời gian và công sức, cái trí lực của mình để hiểu thêm về tài chính cá nhân nè, để có thể áp dụng và thực hành cái tài chính cá nhân một cách khỏe mạnh, lành mạnh nhất trong cái cuộc sống của mình. Hồi đó, trong cái khoảng thời gian 6 tháng khi mà mới đi làm á, thực ra thì mình vẫn rất là bị căng thẳng và burn out, và đó cũng là cái thời gian mà mình vẫn còn đang điều trị tâm lý và bị trầm cảm nhẹ. Lúc đó mình thực sự là đi làm xong về nấu ăn, ăn tối rồi xem gì đó rồi ngủ hoặc là khóc, rồi cứ lặp lại như vậy. Cuối tháng thì nhận lương, có lương xong thì lại kiểu chi trả, và cuối cùng đó, mọi thứ nó trôi tuột ra khỏi tay mình. Và cho dù mình có biết là mình nên kiểm soát tiền bạc hơn hay là mình cố gắng để mà mình xem nhiều hơn, nhưng mà mình không còn cái sức lực để có thể làm nó một cái cách hiệu quả nhất và đúng nhất nữa. Mọi người hiểu ý mình không? Ví dụ như trong cái video này nè, chắc chắn sẽ có những bạn là hôm nay đi làm về mệt lắm rồi, nhưng mà tại vì cái não của mình á, mình không có tắt nó được, cho nên là mình phải mở cái gì đó lên để mình coi, và mình coi cái video này thì cái video này nói cái gì thì nó cũng giống như là nó trôi qua đầu mình thôi, mình coi vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi mình không có nhớ, hoặc là mình không có cái sự ngẫm nghĩ hay là tiếp thu nhất định. Mình không có nói đó là chuyện sai, nhưng mà mình chỉ nói là mình rất là đồng cảm với lại cái tình trạng đó. Và nếu như chúng ta xử lý một cái vấn đề rất là quan trọng như là tài chính hay là tiền bạc trong một cái tâm thế hay là cái tình trạng như vậy á, thì nó rất là suboptimal, tức là nó không có ở mức hiệu quả tốt nhất. Vậy cho nên á, để mà mình có một cái sức khỏe tài chính khỏe mạnh á, thì đương nhiên là cái sức khỏe tinh thần của mình cũng phải ở một cái mức ổn định, rõ ràng và có thể là thoải mái. Cái mức căng thẳng nó cũng phải nằm ở cái mức là mình kiểm soát được thôi, chứ nó không phải là mình đang bị burn out hay là mình đang kiệt sức, mình đang có quá nhiều lo lắng, mình đang gánh vác quá nhiều. Thì cái chuyện mà quản lý và sát sao tài chính á, nó sẽ rất là khó. Rồi khi mà mình ngẫm nghĩ và quan sát nhiều hơn á, thì mình thấy là thực ra trong cái tài chính cá nhân hay là về tiền bạc nói chung á, thì nó cũng sẽ chia ra làm ba cái mức thôi. Mức thứ nhất á, tức là kiếm ra tiền, tức là tạo thu nhập. Bước thứ hai á, đó là giữ tiền. Mình tạo ra tiền rồi nhưng mà mình phải biết giữ tiền. Và bước thứ ba á, thì đó là mình sẽ làm cho cái tiền đó sinh ra thêm nhiều tiền nữa. Thì đó là bước đầu tư sinh lời hay là tiết kiệm gì đó, bla bla. Nhưng mà đa số mọi người á, luôn luôn chạy qua cái bước thứ ba, từ cái bước thứ nhất qua cái bước thứ ba. Nhưng mà cái bước thứ hai là cái bước giữ tiền, hay là làm sao để mình có cái nền tảng thật là tốt để mình giảm thiểu bớt cái lo lắng về chuyện tiền bạc đi á, thì nó lại là một cái lĩnh vực mà mình thấy không có nhiều người đề cập tới lắm, cũng không ai dạy mình á. Cho nên video này á, thì mình sẽ chú trọng vào tạo cái nền tảng ở cái bước thứ hai. Nếu như mà mọi người hứng thú ở cái bước thứ ba á, thì mình sẽ có một số những cái chia sẻ về mặt gọi là thực tế cụ thể là nên để ý những cái gì. Chứ mỗi bước á, nó cũng sẽ yêu cầu mình có cái thời gian để tìm hiểu và học hỏi thực sự á, chứ mình cũng không thể nào mà vội vã hay là gấp gáp quá được. Quan trọng á, là cái tâm thái, cái sức khỏe tinh thần của mình á, nó cũng phải ổn định, khỏe mạnh ha. Thói quen đầu tiên để có cái sức khỏe tài chính cá nhân nó lành mạnh nhất á, đó là mình phải biết tất cả những cái khoản chi tiêu hàng tháng của mình. Nghe nó có vẻ rất là basic, rất là cơ bản, bình thường đúng không mọi người? Nhưng mà mình biết á, đây có thể là một cái điều hay là một cái thói quen mà không phải ai cũng làm. Và nếu như mà làm thì cũng không phải là tháng nào cũng như tháng nào sát sao để thành một cái thói quen như vậy. Và có ai giống như mình không? Hãy giơ tay lên hay là comment để mình biết với ha. Đó là có một cái khoảng thời gian mà mình rất là sợ phải xem chi tiêu hàng tháng trong tài khoản ngân hàng, hay là gọi là báo cáo tổng kết tháng hả? Tức là nếu như bạn nào sở hữu ngân hàng á, thì có những cái khoản chi gì mà qua thẻ thì nó sẽ hiện lên cho mọi người đúng không? Và đến cuối tháng nó sẽ có một cái danh sách vậy nè. Thì mình rất là sợ để nhìn vào cái danh sách đó. Cái danh sách đó đó là mình nhận ra là mình có những cái khoản chi nó không có hợp lý lắm nè. Và cái khoản chi của mình á, nó có thể là nó bằng luôn cái khoản thu, hoặc là nhiều khi nó còn vượt quá cái khoản thu nữa. Thì đến cuối tháng mình không còn cái số dư nào cả, mình làm bao nhiêu thì mình tiêu hết bấy nhiêu, hoặc là mình còn vượt cái mức mà mình đã làm trong cái tháng đó nữa. Thì đó là một cái sự căng thẳng và một cái nỗi sợ rất là lớn. Cái nỗi sợ này nó còn một cái điểm rất là kinh khủng nữa, là nó sẽ đưa mình vào một cái vòng lặp. Tức là khi mà mình sợ đọc và xem là trong tháng rồi á, mình đã tiêu những cái gì, thì mình càng không biết là mình đang có những cái điểm nào cần phải điều chỉnh trong chi tiêu. Vậy á, nên là tháng sau mình sẽ lặp lại cái đó, và nhiều khi nó sẽ càng ngày càng tệ đi, càng ngày càng tệ đi, càng tệ đi, và mình bị mất kiểm soát trong cái việc mà tài chính cá nhân hay là tiền bạc cá nhân của chính bản thân mình. Nếu như mà bạn nào đã giơ tay rồi, hoặc là comment rồi, hoặc là trong bụng đã nhột rồi á,
cách duy nhất để mà mình có thể thoát khỏi được cái vòng lặp này, xóa tan cái nỗi sợ này á, chỉ là mình hãy dũng cảm để nhìn nhận lại thôi. Để mà mình có một cái nền tảng tài chính tốt thì mình luôn luôn cần phải bắt đầu, đúng không? Mà bắt đầu thì phải bắt đầu ở cái nơi mà mình đang ở, chứ mình không thể nào bắt đầu ở một cái ước gì là mình có nhiều tiền hơn, hay là ước gì mình biết nhiều về chuyện quản lý tiền bạc hơn được. Mình phải bắt đầu ở chính cái nơi mà mình đang ở, tức là cái tình trạng và cái thói quen chi tiêu hàng ngày của mình, hàng tháng của mình. Cái chuyện mà mình nhìn lại ở đây á, thì nếu như mà được á, mình nó cũng sẽ là một cái thực hành để cho mình đừng có chỉ trích bản thân quá nhiều, hay là đổ lỗi, hay là phán xét, hay là làm cho bản thân cảm thấy tội lỗi quá nhiều. Tại vì á, tất cả mọi thứ nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, tất cả những thứ mình đã mua, tất cả những cái quyết định mà mình đã chi tiền á, nó đã xảy ra rồi, mình không thể nào sửa lại được, mình không thể nào lấy lại tiền được. Nhưng nó sẽ là một cái bài học để mình rút kinh nghiệm cho những tháng sau. Mình không cần phải quá là khắc nghiệt hay là gay gắt với bản thân đâu. Tất cả chúng ta đều cần phải có một cái khoảng thời gian bắt đầu và kiểu học hỏi, rút kinh nghiệm, rồi dần dần mình mới nắm rõ được cái thói quen thu chi và có một cái mức cân bằng trong cuộc sống của mình, đúng không? Và mình biết là cũng sẽ có một số bạn sẽ có cái suy nghĩ là trời ơi, sao cần gì phải cắt nhắc chi ly đến vậy, đúng không? Mình là người thoải mái, hào phóng, mình không có quan trọng, mình không có chi ly đông, cân đo đong đếm có nhiều về chuyện tiền bạc. Nếu như mà mọi người cảm thấy thoải mái hơn, mọi người cảm thấy hài lòng về cái tình trạng tài chính của mọi người á, thì mọi người cứ làm những cái gì trong cuộc sống mà mọi người nghĩ là đúng và hợp lý thôi, đúng không? Miễn là nó không có hại đến cho ai khác hết. Nhưng nếu như mà mọi người cảm thấy là nó có một cái chỗ cấn, nó có một cái chỗ trong cái thu nhập và cái số dư hàng tháng mà mình cảm thấy không hài lòng lắm, thì á, cái chuyện mà mình nắm rõ chi tiêu mỗi tháng của mình á, nó không hề trái ngược với cái chuyện là hào phóng hay là thoải mái về mặt tiền bạc đâu. Và mình còn nói là ngược lại nữa cơ, tức là những người nào á nắm rõ về tài chính cá nhân nè và có cái nền tảng tốt, thì người đó sẽ cảm thấy rất là thoải mái và tự do trong cái việc xài tiền luôn. Bởi vì á, cái chuyện mà mình nắm rõ tài chính của mình và cái những cái thói quen chi tiêu của mình á, nó là một cái cách mà mình đang thể hiện và thi hành trách nhiệm với chính bản thân mình. Mình tin rằng á, là đã phải làm việc rất là cực khổ để có được một cái khoản thu nhập, một khoản lương hay là bất kỳ một cái khoản tiền nào đó nhất định vào mỗi tháng, thì mình phải là người có trách nhiệm với chính bản thân mình, với tất cả những cái công sức mà mình đã bỏ ra đó, đúng không? Đó, cho nên á, có một cái cách gọi là lành mạnh và nhẹ nhàng để mình có thể nhìn nhận lại thu chi mỗi tháng của mình, để mình nắm rõ được là mình đã chi những cái khoản nào mỗi tháng á, bao nhiêu phần trăm của mình thì đi vào tiền thuê nhà, bao nhiêu phần trăm vào tiền cà phê ăn uống với bạn bè, bao nhiêu phần trăm vào tiền quần áo, bao nhiêu phần trăm vào hạng mục khác nữa, để cho mình có một cái bức tranh thật là rõ ràng là mình đang đầu tư hay là mình đang sử dụng tiền của mình như thế nào. Và có lẽ là cái tip này của mình nó chỉ chủ yếu cho những bạn nào mà dùng thẻ nhiều nè, hay là chuyển khoản ngân hàng nhiều á, thì những cái khoản đó nó sẽ được rõ ràng ra và mọi người không cần phải ghi chép lại bằng tay nữa, mà mọi người chỉ cần mở điện thoại ra, mở app ra và xem tất cả những cái khoản chi của mình trong tháng vừa rồi. Rồi, khi mà mình đã xem và đã biết được là trong mỗi tháng mình đang có những cái thói quen chi phí như thế nào, ở mức nào và thu nhập của mình mỗi tháng là bao nhiêu, thì nó sẽ là một cái tiền đề rất là tốt và rất là thực tế nha. Mình nhấn mạnh hai chữ thực tế để cho mọi người có thể lên kế hoạch ngân sách hoặc là budget cho cái chi phí hàng tháng là như thế nào. Thì á, một cách thực tế là mọi người có thể xem cái thu chi của mình vào tháng trước hay là vào khoảng 6 tháng trước cũng được, nếu như mà mọi người có lịch sử thu chi dài đến mức đó. Và khi mà mình dựa trên cái tình trạng cụ thể và thực tế hiện tại để lên kế hoạch đó, thì mình sẽ tránh được một cái lỗi là mình đưa ra những cái mục tiêu trên trời, hoặc là mình đưa ra những cái kế hoạch nó quá là xa vời thực tế. Lấy ví dụ ha, cái khác biệt giữa thu và chi của mọi người á, nó đang nằm ở mức là khoảng 3 triệu đi. Tức là mỗi tháng á, mọi người có thể dư ra và để dành được khoảng là 3 triệu. Nếu như mà mọi người không có cái con số này ở hiện tại á, và mọi người ngay lập tức muốn là mình phải lên kế hoạch, mình phải quản lý tài chính cá nhân, mình phải có tiền đầu tư, và mọi người lấy một mục tiêu rất là cao như là 10 triệu đi, thì nó quá lớn so với cái con số hiện tại. Nó đòi hỏi là chúng ta phải có những cái thay đổi thực sự lớn trong cái lối sống và cái chi tiêu của mình để mình có thể đi đến được cái con số đó. Và bởi vì nó khó cho nên là mình sẽ thấy là ủa, nó rất là không thực hiện được, kế hoạch này coi như là bỏ. Và sau đó mình bỏ cuộc, mình lại kiểu không có tiếp tục cái hành trình hay là cái chuyện mà mình nỗ lực để chủ động quản lý tiền bạc nữa. Vậy cho nên nó rất là quan trọng là khi mà mình có mục tiêu hay là khi mà mình có kế hoạch gì đó, thì mình nên có một cái chỗ dựa là cái thực tế, là cái hiện trạng mà mình đang ở.
Thì khi mà mọi người rà soát đúng không, thì mọi người sẽ biết được là tổng số tiền chi hàng tháng là bao nhiêu. Và bên đây á, thì mọi người cũng sẽ tổng số tiền thu được hàng tháng là bao nhiêu. Mình lấy hai con số này trừ cho nhau đi. Đương nhiên cái tiền thu là sau thuế rồi ha. Trừ cho nhau á, mình sẽ ra được một cái con số. Nếu như nó là con số dương thì đó là cái số tiền mà mình có thể dư ra được, tiết kiệm được, để dành được. Nếu nó là con số âm thì mình đang gọi là live beyond the means, tức là mình đang không có sống ở trong cái mức thu nhập của mình mà mình đang vượt quá cái khả năng thu nhập của mình. Đó là một cái điểm đủ để báo động cho mình suy nghĩ và mình chấp nhận là mình có muốn tiếp tục duy trì cái tình trạng này hay không. Tức là mình sẽ không bao giờ làm để đủ ăn, và mình làm bao nhiêu thì nó sẽ thiếu bấy nhiêu. Thì như mình nói á, tài chính cá nhân mà, nó rất là cá nhân. Khi mà bạn có cái con số của riêng bạn rồi á, thì cái quyết định nó nằm ở bạn. Nếu như mà con số dư đó nó vừa đủ, bạn cảm thấy hài lòng, ok, không có vấn đề gì cả, mình cứ tiếp tục duy trì như vậy thôi. Nếu như mà bạn cảm thấy không hài lòng với cái con số đó, ví dụ như bạn cảm thấy là mình muốn tăng cái con số đó lên một chút, hay là mình cảm thấy là mình đang sống quá là tằn tiện á, kiểu hơi thiếu thốn một chút, thì mình có thể giảm cái con số để dành nó xuống, để dành một phần cho những cái chi phí mà mình cảm thấy nó xứng đáng và nó có giá trị với cuộc sống của mình hơn. Thì đó là cái quyết định của riêng mỗi người. Nhưng mà mình cần phải đưa cái quyết định này dựa trên cái con số cụ thể, cái hiện trạng báo cáo tài chính cá nhân của chính bản thân mình, chứ không phải là mình kiểu dựa trên cái lời khuyên của ai đó khác mà cái người đó đâu có biết được là hiện trạng của mình như thế nào đâu, đúng không? Qua rất là nhiều nguồn mà mình đã đọc được hay là xem video mà mình không còn nhớ nữa, và cũng đừng don't quote me on this nhưng mà về mặt trung bình á, thì khuyến cáo là nếu như có thể để dành hoặc là tiết kiệm được từ 10-30%, tốt nhất là từ 20-30% cái tổng thu nhập mỗi tháng của bạn, thì bạn đang quản lý tài chính cá nhân khá là tốt rồi. Thì đó là một cái hạn mức, cái mức để mà mọi người có thể tham khảo thôi. Như mình đã nói á, cái mức sống hay là cái chi phí sống ở mỗi đất nước, mỗi cái vùng miền nó cũng sẽ khác nữa. Nên là mình cũng có những cái tự cân nhắc và tự đánh giá, rồi cái mục tiêu cá nhân của mình cũng sẽ khác nữa, đúng không? Đó, nhưng mà quan trọng á là mình phải biết. Đơn giản là vậy thôi. Chỉ cần mình biết, chỉ cần mình nhận ra được á, thì á mới đến được cái bước tiếp theo. Nếu như mà mọi người xem cái bảng báo cáo thu chi hàng tháng rồi và mọi người thấy được cái số dư giữa thu nhập với lại chi tiêu á, nó quá thấp và mọi người muốn tăng cái khoản mà mình có thể tiết kiệm hay là để dành lên á, thì nếu như mà mình muốn cái con số để dành hay là con số dư của mình được tăng lên hàng tháng á, thì bài toán nó rất là đơn giản, đúng không? Là mình sẽ phải, một là tăng thu nhập, hai là mình giảm cái chi tiêu xuống. Về việc tăng thu nhập á, nó sẽ lại có những cái chủ đề rộng lớn hơn nữa khác, mà nếu như mà có duyên hay là có cơ hội thì mình sẽ làm thêm. Nhưng mà ở phần giảm chi tiêu á, có thể nó cũng rất là rõ ràng, đúng không? Bài toán quá dễ, đáp án nó cũng quá là dễ luôn, quá là rõ ràng luôn. Nhưng mà tại sao không phải ai cũng làm được, hay là cảm thấy nó vẫn rất là xa vời, rất là khó khăn? Mình nghĩ á, nó có nhiều nguyên nhân cho cái cảm giác này, mà phần lớn á, nó đến từ cái môi trường sống cũng như là cái vòng tròn quan hệ. Nếu mà mình đi sâu vào cái chủ đề này nữa thì chắc là nó sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Thì mình chỉ có thể nói một cái câu chuyện nhỏ của mình ở đây á. Đó là hồi đó thì khi mà mình đang còn trong cái tình trạng mà mình làm bao nhiêu mình gần như là sẽ tiêu hết bấy nhiêu, hoặc là cái số để dành của mình nó không được đúng như cái mức mà mình mong muốn á, và mình có rất là nhiều cái khoản mà có thể là nó không có cũng được á, kiểu vậy. Hồi đó mình cũng đã từng có một cái mong muốn là mình sẽ được mua một chiếc túi, và chiếc túi đó có trị giá hơn 2 tháng lương của mình. Thực ra là 3 tháng á. Nếu như mà tính sau thuế thì chiếc túi đó trị giá phải là 3 đến 4 tháng lương của mình. Và mình cảm thấy rất là bình thường vì điều đó, bởi vì mình có thể mà, kiểu khi mà mình đủ tiền rồi mình có thể làm vậy. Và cũng không biết tại sao mình lại vô cái tình trạng đó đó mọi người. Tức là lúc đó mình nhớ là mình lướt social media, lướt Instagram và thấy kiểu những bạn influencer mang túi hiệu đồ, xong thấy cái túi đó cũng đẹp thiệt, mang vô nhìn thấy cũng sang sang, cũng đẹp đẹp, xong mình thấy cũng thích, xong mình cũng muốn, và mình đã định mua cái túi đó bởi vì mình có thể thôi. Mặc dù á, bản thân mình không phải là một người mang túi dạng mà đeo vai quá nhiều ha,
và mình cũng không có nhiều cái bộ đồ hay là cái tủ đồ của mình nó cũng không thực sự kiểu fit hay là hợp với lại cái style, cái phong cách của cái túi đó nữa. Nhưng mà mình đã kiểu rất là muốn mua cái túi đó. May sao mà mình tỉnh ngộ kịp thời và sau đó kiểu mình không còn mua cái túi đó nữa. Và cái số tiền đó nó đã có thể được dùng vào rất là nhiều thứ tốt hơn. Điển hình là kiểu cái nợ mình đang cần phải trả đó. Nhưng mà cái ví dụ đó nó làm cho mình nhận ra một cái điều cực kỳ lớn, rằng là cái thói quen tiêu dùng và cái ham muốn tiêu thụ của mình á rất là dễ bị ảnh hưởng khi mà mình xài app social media quá nhiều, như là Facebook, Instagram hay là thậm chí TikTok đi, mặc dù mình chưa bao giờ xài TikTok cả. Chỉ cần mình thấy người ta và mình thấy nó đẹp và mình thấy có rất là nhiều người like, khen, comment, một cách nào đó cái bản năng con người của mình nó bị kích thích và mình cũng sẽ muốn có được y chang như vậy. Và khi mà cái chuyện shopping á, khi mà chuyện mua sắm nó càng được làm cho thuận tiện hơn nữa, có nhiều cái gọi là incentive, tức là nhiều cái động cơ để mà mình mua sắm hơn nữa, thì cái chuyện mà mình chi tiền cho những cái thứ mà không thực sự cần thiết đó, nó rất là dễ dàng luôn và gần như là rất là khó để kiểm soát luôn. Mình thấy nếu như mà cái việc tài chính cá nhân của chúng ta đang ở cái mức báo động, hoặc là mình không có thích và mình muốn là mình có kiểm soát hơn, mình có thể để dành tiết kiệm được nhiều hơn, thì cái lớn nhất mà mình nghĩ là có thể tạo ra sự thay đổi cho mọi người đó chính là bớt sử dụng những cái app social media lại. Giống như trong suốt năm 2023 mình vẫn có access ha, nhưng mà mình không có xài app trên điện thoại nữa. Và chủ yếu là mình chỉ check mở lên để mà mình có công việc gì đó mình cần phải mở lên và xem, rồi sau đó mình sẽ tắt đi trên máy tính của mình thôi. Và nhờ đó mình không thấy bất kỳ một cái hình ảnh gì, mình cũng không có bị quảng cáo quá nhiều nữa. Thế là cái số lượng quần áo hay là tất cả những cái thứ linh tinh mà mình mua trong 2023 nó kiểu nó tụt xuống hẳn đó mọi người. Thì đó là một cái tip rất là gọi là cụ thể mà mình có thể chia sẻ được với mọi người. Cái thứ hai á, mà cũng liên quan tới cái môi trường luôn á, chính là xung quanh mình mọi người đang đối xử với tiền bạc như thế nào. Nếu như mà mình hay gặp bạn bè hay là kiểu chơi với những người mà cách xài tiền hay là cái suy nghĩ về tiền của họ nó khác với mình, thì nó cũng sẽ rất là khó khăn và mình sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Đặc biệt á, là mình để ý nha, trong cái đợt mà mình về Việt Nam gần nhất á, thì mình thấy là cái cách mà mọi người nói về tiền á, nó cũng hơi bị mang tính bao nhiêu cũng không đủ. Mình thấy lạ lắm. Kiểu để mà có được một con số tiền nhất định á, để có được thu nhập nhất định á, thì mình đã phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều. Nhưng mà cái con số đó lại thường hay bị lấy ra để đánh giá, và nó không hề có một cái sự trân trọng gì đối với lại cái những cái mức lương khác nhau luôn. Đương nhiên á, là đó là một cái chuyện rất là nhạy cảm ha, và mỗi người á cũng có những cái sự tự đánh giá. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là mình thấy là mình rất là dễ bị người khác nói ra nói vô và bị ảnh hưởng luôn. Ví dụ như là công việc của mình đang mức lương là 20 triệu chẳng hạn, khi mà mình chia sẻ tự nhiên sẽ có người nói là có nhỏ kia lương nó làm được 50 triệu, thì tự nhiên mình sẽ thấy là nó không đủ á mọi người. Xong rồi cái chi phí và cái suy nghĩ là mình phải chi thật là nhiều để chứng minh mình là một người giàu có, nó vẫn rất là hiện hữu. Và nó dẫn đến cái chuyện á, là mình có thể mất rất là nhiều công sức, rất là cực khổ để có thể làm ra được một số tiền là 20 triệu một tháng. Nhưng mà tự nhiên một cách nào đó mình có cái áp lực là mình phải chi, nếu như không chi thì mình không xứng đáng. Kiểu giống vậy á, đó. Và nó làm cho mình vô một cái thế là mình bị mắc kẹt á, mà mình không thể nào xoay được, mình không thể nào kiểm soát và làm chủ được tất cả những cái khoản chi của mình. Cái đó gọi là social pressure hoặc là áp lực xã hội á, đó. Những cái rất là nhỏ thôi, ví dụ như là kiểu phải mặc đồ đẹp, mua thêm cái này, mua thêm cái kia để diện, hay là mình đang có những cái khoản chi mà nó không phải thực sự liên quan tới cái nhu cầu cần thiết của chính cuộc sống mình hay là sự phát triển cá nhân của mình. Nhưng những cái khoản chi đó người mình gọi nó là những cái khoản chi thể hiện để mình cảm thấy là mình không có bị thua thiệt, hoặc là để mình lấy được một cái danh dự hay là mình lấy được một cái sự tôn trọng nào đó từ cái môi trường sống của mình. Để có cái lời giải cho cái chuyện này á, thì thực sự á, là mình thấy rất là khó. Có lẽ cái bước đầu tiên á, nếu như mọi người có thể bớt sử dụng social media lại, bớt sử dụng mạng xã hội lại á, thì nó đã giảm bớt được phần nào là khoảng 50% những cái nội dung và cái thứ quảng cáo mà mình phải tiếp xúc hàng ngày rồi.
Rồi sau đó thì mình từ từ suy xét hoặc là mình quan sát lại xem là những người xung quanh mình họ đang nói về tiền như thế nào, họ đang có cái suy nghĩ gì về tiền bạc, và mình cũng suy xét xem là mình có đồng ý hay không, mình có muốn tiếp tục lắng nghe hay là đón nhận những cái cách suy nghĩ này hay không. Đó là những gì mà mình có thể chia sẻ trong cái hạn mức của cái video này. Chào mọi người, mọi người biết là khi mà mình viết xong cái script này á, viết một mặt luôn từ đầu tới cuối 8 trang, mình không biết là ra cái video này nó sẽ mất bao lâu nữa. Nhưng mà thôi, video đúc ruột gan cho nên là làm luôn cho một video đi cho nó gọn. Có bao nhiêu thì mình sẽ nói bấy nhiêu, rồi mọi người nghe được bao nhiêu thì cứ nghe, rồi dừng lại, rồi hôm sau nghe tiếp, không sao hết. Với cái nội dung mà nó nhiều, nó dài thì mình chia nhỏ ra để mình nghe, chứ mình không nhất thiết lúc nào cũng phải chỉ nghe những video ngắn rồi xem rất là nhiều video. Nhưng mà cái độ comprehensive, tức là độ toàn diện á, của cái nội dung thì nó lại không bằng. Và nếu như mà mọi người thấy là mặc dù mức lương của mình vẫn tăng hàng tháng, nhưng mà cái con số dư hay là con số tiết kiệm mỗi tháng mà mình tiết kiệm được đó, nó không tăng lên, thì cái điều đó là bởi vì mình đang bị rơi vào một cái bẫy. Cái bẫy rất là hay xảy ra, hay là một cái bẫy rất là thông dụng. Thôi, nói chung á, cái bẫy đó nó có tên là lifestyle creep, tức là bẫy lối sống vượt trên mức thu nhập, hay là lối sống chạy theo mức thu nhập. Tức là như thế này, hồi đó bạn lương là 10 triệu thì bạn ăn ở cái quán ven đường. Bây giờ bạn lương 20 triệu thì bạn ăn cái quán sang sang hơn. Lương 30 triệu, 50 triệu thì vô nhà hàng 1 sao, nhà hàng 2 sao. Cứ như vậy á, cái thu nhập mình tăng bao nhiêu thì cái chi phí của mình để cho một cái hạng mục nhất định á, nó cũng tăng bấy nhiêu. Thì cái số dư ra nó vẫn sẽ y như cũ, đúng không? 100 trừ 40 á, là 60. Nhưng mà 110 trừ 50 thì vẫn là 60. Đó, để mà chống lại... bảo vệ có cái áo giáp khỏi cái điều này á, thì mình thấy là cách hiệu quả nhất nhưng cũng gọi là khó nhất, đó là mình phải trả lời được câu hỏi là như thế nào là đủ. Nếu như mà mình không có cái sự xác định từ trước á, thì chắc chắn á, cái điều này nó sẽ xảy ra. Bởi vì khi mà mình có tiền trong tay, mình có thu nhập cao hơn thì nó phê lắm mọi người, nó sẽ ảnh hưởng lên cái cách suy nghĩ của mình. Mình sẽ nghĩ là ừ, giờ mình là người có tiền rồi, hay là giờ mình ngon hơn xíu rồi á. Đó, thì tự nhiên mình sẽ có thể chi mạnh tay hơn, mình sẽ không quan tâm, không để ý đến những con số quá nhỏ nữa. Điều đó, nó mình không nói là nó đúng hay là nó sai, nhưng mà nó có thể xảy ra. Và khi mà nó xảy ra á, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái cách mà mình chi tiêu, đôi khi là mình không biết được. Và từ đó mình không có cái khoản dư nào, mình không có cái khoản tiết kiệm nào hết. Có lẽ cái bài học lớn nhất của mình để cho mình có thể thay đổi được cái điều này á, đó là nhờ trải nghiệm đi đến làng mai của mình vào năm ngoái á, thì mình sẽ không có nói quá nhiều về cái trải nghiệm này. Nhưng mà cái bài học lớn nhất mà mình nhận ra được á, đó là một trong những bài học lớn nhất nha, đó là mình không cần quá nhiều để có thể sống và sống hạnh phúc. Và đúng như vậy á, mọi người nghĩ lại xem là trong cái tất cả những cái chi phí mà chúng ta sử dụng á, có bao nhiêu chi phí là quan trọng, và bao nhiêu chi phí là cần thiết, cấp thiết, và bao nhiêu chi phí là không cần thiết. Thực ra thì cuối cùng mình cũng chỉ cần chỗ để ngủ nè, đúng không? Ăn uống đầy đủ, đủ mặc, đủ ấm, che nắng, che mưa, đi nắng, đi mưa. Vậy là cũng hết rồi. Sau đó nếu như mà có những cái nhu cầu giải trí nhẹ nhẹ gì đó nữa thì cũng ok, nhưng mà nó lại nằm ở cái khoảng không thực sự cần thiết lắm. Thì nếu như mà mình nhìn lại cái bảng chi tiêu của mình và mình xếp những cái hạng mục đó, thì mình sẽ nhận ra là có khi khoảng tới 70 hoặc là 60% cái số tiền mà mình đang sử dụng á, hay là đang chi ra, nó nằm những cái hạng mục không cấp thiết và không cần thiết. Và mình có muốn như vậy hay không thì đó lại là cái quyết định của mỗi người. Nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy là mình đang chật vật, mình đang cứ bị chạy theo á, cứ lên được cái chức này rồi, lên được cái mức lương này rồi, thì mình lại phải tiếp tục cố gắng nỗ lực để mà lên cái mức lương khác nữa, để mà mình sống cho đủ cái mức sống của mình, để có đủ tiền để cung cấp cho cái mức sống của mình á. Và mình cứ phải liên tục làm việc vất vả, liên tục tăng ca, liên tục làm ngoài giờ, không có thời gian để nghỉ ngơi hay là không có thời gian cho những cái thứ khác nữa, thì đó là cái quyết định của mỗi người. Nhưng mà nếu như mà mọi người cảm thấy là mọi người không muốn điều đó chẳng hạn, mọi người muốn cân bằng hơn, thì đó sẽ là một cái câu hỏi khá là quan trọng, hay là một câu hỏi mà mình sẽ kiểu cứ hỏi hoài luôn á, là như thế nào là đủ. Mình đang có quá nhiều rồi, mình đang rất là đầy đủ rồi á, thực sự là như vậy, đúng không? Chỉ là có những cái thứ mà mình cố gắng nỗ lực thêm để mình được khám phá, mình được thăng hoa hơn trong cái con đường phát triển sự nghiệp hay là phát triển cá nhân của mình hay thôi. Những điều đó nếu mà mình nhìn nhận được, mà mình cảm thấy nó rõ ràng được, thì
cái chuyện mà mình bắt buộc phải chi hay là bắt buộc phải xài, bắt buộc phải sống như thế nào á, nó sẽ không có còn là một cái gánh nặng quá lớn hay là một cái áp lực quá lớn lên cho mình nữa. Đó, ví dụ như nếu như mà bạn biết là ok, ăn cái quán này là đủ, tôi không cần cao hơn, mặc cái áo này là đủ, cũng không cần phải một cái áo đắt tiền hơn nữa, thì tự nhiên nó sẽ có một cái điểm dừng. Và cái điểm dừng đó, khi mà cái thu nhập của bạn cao lên chẳng hạn, thì đương nhiên á, là cái số đồng dư nó cũng sẽ tăng thêm nhiều. Đó, quan trọng là nó nằm ở cái chỗ đó, đúng không? Rồi, sau khi á, mà mọi người đã có một cái xác định hay là một cái mục tiêu trong đầu á, hay là viết ra trên giấy cũng được, là mọi người muốn tăng hay là giảm cái số tiền để dành hàng tháng. Mình nghĩ là đa số mọi người sẽ muốn tăng ha. Còn những trường hợp muốn giảm thì thôi, cái đó dễ quá rồi, không cần phải xem video để tham khảo nữa. Mà nếu mà mình muốn tăng cái số tiền tiết kiệm hàng tháng á, có một cái cách để mà mình có thể làm nó một cách nhẹ nhàng qua mỗi tháng, đó là lấy cái con số mà bạn đang có thể tiết kiệm hiện tại ha. Sau đó tháng tiếp theo bạn có thể đặt mục tiêu là lên thêm khoảng 20%, rồi tháng tiếp theo nữa có thể là lên khoảng 20%, hoặc là bạn có thể duy trì cứ 3 tháng thì sẽ lên thêm 20%, cứ lên thêm như vậy cho đến khi nào bạn đạt được cái mức tiết kiệm mục tiêu mà bạn mong muốn. Cái chuyện thay đổi nhỏ như vậy nè, và nó qua một cái thời gian dài hơn một chút á, nó sẽ giúp cho mình điều chỉnh và thay đổi để thích nghi phù hợp hơn với lại cái mục tiêu tài chính này. Chứ nếu như mà mình đang sống như vậy, đang mỗi ngày một ly trà sữa, cái xong đụng cái kêu là bắt đầu từ tháng sau không trà sữa, không một ly nào nữa, thì nó quá là khó, đúng không? Thì thay vì như vậy á, mình sẽ giảm một cách từ từ, và từ đó mình sẽ tăng được cái khoản tiết kiệm từ từ, sẽ mất thời gian để mình có thể thấy được cái hiệu quả cuối cùng của nó. Nhưng mà nói thiệt với mọi người là nói về chuyện tiết kiệm để dành đầu tư chắc chắn là phải mất thời gian rồi, đúng không? Chỉ trừ những cái trường hợp quá là cụ thể hay là những cái chuyện đầu tư nó hơi đặc biệt á thì mình không nói. Nhưng mà nếu như mà mình chưa nói đến chuyện đầu tư đi, mình chỉ nói đến chuyện là để dành thôi, thì phải qua một cái thời gian dài mình mới thấy được cái kết quả của nó chứ. Và đây là cái hệ thống mà mình đã suy nghĩ ra và mình thấy nó rất là dễ làm, hiệu quả, đơn giản nữa, kiểu không cần phải mất quá nhiều. Tức là khi mà mọi người có cái mục tiêu tiết kiệm rồi và mọi người muốn tiết kiệm, đúng không? Và đa số bây giờ mọi người đều xài tiền ở trong tài khoản ngân hàng hết, chứ đâu có ai để tiền mặt xong để một xấp, bỏ vô két sắt hay là bỏ vô heo đất trong nhà nữa. Và mình gặp khó khăn ở cái này á, một cái chỗ là mình không thể nào phân biệt được là tiền tiết kiệm của mình là bao nhiêu và tiền mình tiêu xài có mỗi tháng là bao nhiêu. Mặc dù là mình có thể đặt một cái nốt trong điện thoại hay trong đầu mình đi, nhưng mà khi mà mở ngân hàng lên á, thấy cái số tiền á, là mình lại kiểu rất là khó để mà mình biết là tháng này mình chỉ còn bao nhiêu đó tiền để mà mình xài cho đến cuối tháng, đúng không? Thì á, cách mình làm rất là đơn giản, đó là mình sẽ mở thêm một cái tài khoản ngân hàng khác nữa. Hai cái này đều là tài khoản ngân hàng rút và chuyển tiền bình thường ha, không phải là tài khoản tiết kiệm. Sau đó, cứ mỗi tháng, cái ngày nhận lương, mình sẽ chuyển cái số tiền tiết kiệm mục tiêu của mình qua cái tài khoản, mình gọi là tài khoản B đó. Và tài khoản A, mình chỉ giữ lại vừa đủ cái số tiền mà mình cho phép bản thân chi tiêu trong tháng đó. Vậy là cứ mỗi lần mà mình mở tài khoản ngân hàng lên, mình nhìn tài khoản A thì mình sẽ biết là đây là số tiền mà mình sẽ phải cân đối trong tháng này. Mình sẽ bớt cái này hay là mình bớt cái kia, mình có dư ra chút nào để mà mình mua cái này mua cái kia hay không, thì mình chỉ nhìn vào cái tài khoản đó thôi. Còn tài khoản B sẽ là tài khoản tiết kiệm. Cứ mỗi tháng mình cứ chuyển vào thì mình sẽ thấy được cái số tiền tiết kiệm của mình nó tăng lên dần, đúng không? Và một cái điều ở đây tại sao mình không nói là mọi người hay mở tài khoản tiết kiệm, đó là bởi vì tài khoản tiết kiệm thì mình không có rút ra được bất kỳ lúc nào mà mình mong muốn, hoặc là nếu mà được thì coi như là kiểu mình không có saving á mọi người, kiểu nó không có trả lợi tức cho mình á trên cái khoản tiền đó. Nó phải đúng cái đáo hạn là 6 tháng hay là 12 tháng chẳng hạn. Thì á, lý do tại sao mà mình không gửi vào tiết kiệm mà mình gửi vào một cái tài khoản bình thường á cho cái khoản để dành này á, đó là bởi vì khi mà mình mới bắt đầu để dành hay tiết kiệm á, mình sẽ không có dự đoán chính xác được là cái tháng đó mình sẽ để dành được bao nhiêu và mình cần chi tiêu bao nhiêu. Nhiều khi có những cái khoản chi nó bất ngờ hay là nó cần kiếp hay là mình quên đi chẳng hạn, hạn đóng cái này, hạn đóng cái kia, hay là có những cái thứ mà mình phải trả cái tháng đó, ví dụ là bảo hiểm chẳng hạn, mà mình quên mất. Thì á, nếu như mà mình lỡ để dành nhiều một chút á, thì mình vẫn có thể lấy cái phần trong cái tài khoản B để dành này nè, để mà mình trám vào cho cái chi phí bất ngờ đó. Và nó không có ảnh hưởng quá nhiều trong cái gọi là cân bằng tài chính của mình. Thì đó là cái cách mà mình sử dụng. Nếu như bạn nào có cách nào hay hơn thì hãy chia sẻ với mình và mọi người biết với ha. Nhưng mà mình thấy qua nhiều năm thì đây là một cách khá là ổn. Rồi cho đến khi
con số của bạn lên vừa đủ để cho cái chi phí của bạn từ 3 đến 6 tháng rồi á, thì mọi người cứ hãy giữ tiền ở đó, hoặc là có thể gửi tài khoản tiết kiệm. Nói chung là không đụng đến nữa rồi á thì hãy gửi tài khoản tiết kiệm và lấy cái tiền lời mỗi tháng hay là mỗi năm trên cái con số đó. Nhưng mà nói tóm lại á là khi mà để dành đủ đến mức 3 đến 6 tháng rồi á thì cứ giữ đó, rồi sau đó có cái khoản dư nào mình tiết kiệm được thêm nữa thì mình mới tìm một cái tài khoản khác, hay là mình mới tìm một cái chỗ khác và mình để nó vào là để investment, là để cho đầu tư. Như vậy á thì đầu tư mới có thể lâu dài, mới có thể an tâm. Cho dù chuyện gì xảy ra, mình có một cái khoản dự phòng. Cái khoản đầu tư mình không cần phải đụng tới, mình không cần phải rút tiền về trong khi tài khoản nó đang đỏ, chứng khoán đang đỏ, hay là coin đang rớt, hay là bất kỳ điều gì đó. Và có một cái cách nữa là khi mà mọi người bắt đầu quen rồi, dự đoán được cái số tiền mà mình có thể để dành hàng tháng rồi, thì mọi người có thể set up một cái tự động hóa trong cái tài khoản ngân hàng á, là cứ mỗi tháng vào ngày nhận lương thì sẽ ngay lập tức chuyển đi cái số tiền mà mình để dành hàng tháng luôn. Vậy là mình có thể cất cái số tiền đó đi trước ngay lập tức, rồi sau đó cái số tiền còn lại á, là số tiền mà mình sẽ cân đo đong đếm lên kế hoạch budget cho cái chi phí hàng ngày của mình. Đó, nói chung là cái điều quan trọng ở đây á, mình nghĩ là kiên nhẫn. Tại vì chỉ cần qua khoảng 3 tháng hoặc là 6 tháng thôi thì mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy chuyển biến rất là lớn trong cái tình trạng tài chính của mình rồi, và sẽ cảm thấy tự nhiên thoải mái hơn nè, làm chủ hơn, kiểm soát được hơn tất cả những cái nguồn ra nguồn vào của chính bản thân mình. Một cái thói quen nữa mà mình bắt đầu thực hành trong những năm gần đây, hoặc là trong một năm trở lại đây á, đó là chi tiêu có chủ đích hơn. Có chủ đích á, nó chỉ đơn giản là mình biết là tại sao mình lại bỏ tiền ra, cái động cơ phía sau cái quyết định chi tiêu đó là gì. Nghe thì nó có vẻ quá là tủn mủn đúng không? Kiểu mình hàng ngày á, mình quyết định mua bao nhiêu là thứ trong cuộc sống thì chẳng lẽ lúc nào mình cũng phải biết hết. Và câu trả lời là đúng rồi. Thì đó chính là cái chủ đề hay là cái điều quan trọng của cái việc có chủ đích đó, là mỗi cái thứ mình làm mình đều nhận biết nó một cách rõ ràng và mình hiểu là tại sao mình đang làm nó. Có những cái món, những cái khoản á, mà mình có thể thấy rõ ràng là mình đầu tư nó để cho cái việc quay video tốt hơn, hay là cho cái công việc học tập, hay là ngành phát triển sự nghiệp của mình nó tốt hơn. Nhưng mà cũng có những cái món á, khi mà mình muốn á, thì nó sẽ đặt câu hỏi là hình như mình chi ra để mình chứng minh một điều gì đó với bản thân mình, hay là mình chứng minh một điều gì đó với những người khác. Thì đó là những cái khoản chi mà mình sẽ kiểu đặt câu hỏi một chút, và mình phải rõ ràng hơn là à tại sao mình lại làm điều đó. Hay là có những cái khoản chi bởi vì mình bị chán á mọi người, giống như là tự nhiên hứng lên, hoặc là không phải hứng lên nữa mà là giống như sao mình thấy cô đơn quá, sao mình thấy chán quá, vậy nên là mình mở trang web lên, xong rồi tìm kiếm một cái món đồ gì đó rồi mình đặt mua nó về, nó ship về tới nhà mình, mình mở lên mình thấy ôi thật là có thành tựu, kiểu nó là cái cảm giác như vậy luôn. Mà mình đã để ý được ở chính bản thân mình đó mọi người. Cho nên là khi mà mình biết là à mình đang mua sắm bởi vì mình chán á, thì mình sẽ có một cái cách để mà mình giải quyết cái chán đó, thay vì mình phải xài tiền để mua sắm thì mình lại bớt được một cái khoản không cần thiết. Và một cái điều nữa mà mình thấy rất là quan trọng á, là khi mà chúng ta chạy theo cái sự gọi là consumption culture, tức là cái chủ nghĩa tiêu dùng này nè, nó để lại một cái hậu quả rất là lớn lên trái đất, lên môi trường, lên cái cuộc sống của mình và lên chính bản thân mình nữa. Như hồi nãy mình nói á, khi mà mình cứ tiếp tục chạy theo những cái nhu cầu tiêu dùng, nó cứ leo thang trong cái cuộc sống của mình, thì mình sẽ không thể nào nghỉ ngơi được, mình sẽ liên tục phải làm việc và tạo ra tiền thu nhập để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu leo thang đó của chính bản thân mình. Rồi cái thứ hai á, cái việc mà mình sống tiêu thụ rất là nhiều á, mỗi cái đồ vật, mỗi cái piece quần áo nó đều có ảnh hưởng lên môi trường hết. Tại vì bản thân mình đi, một năm 365 ngày thì nó sẽ có một cái giới hạn nhất định là mình có thể mặc được bao nhiêu bộ đồ trong một năm đúng không? Thì sẽ có những cái bộ đồ mà mình sẽ không có xài hết được, tất cả những cái đồ gia dụng với tất cả những cái thứ mình mua sẽ có một cái giới hạn mà mình sẽ không có quá được, mà mình sẽ đang tạo ra một cái dạng gọi là lãng phí. Không chỉ lãng phí về tiền bạc mà còn là lãng phí tài nguyên nữa. Để làm ra một cái bộ quần áo á, thì cần nước, cần vải, cần thợ dệt, cần nhà máy, cần năng lượng để có thể sản xuất ra cái bộ đồ đó. Rồi khi mà cái bộ đồ đó mình không xài nữa, mình không mặc nữa, mình vứt nó đi, thì đối với mình á, là mình vứt nó đi, nhưng mà cái bộ đồ đó nó sẽ còn tồn tại hoài, nó nằm trong lòng đất cho tới cả ngàn năm sau chẳng hạn vậy đi. Hoặc là nó bị một cách nào đó, nó có thể bị ô nhiễm biển, ô nhiễm nguồn nước,
và không có cách nào để giải quyết những cái này một cách toàn diện hết ngoài cách là mình chủ đích hơn, mình có cái sự tỉnh táo hơn khi mà mình đưa ra những cái lựa chọn mua sắm. Đó là những điều mà mình cảm giác hay là mình cảm thấy trong thời điểm hiện tại. Đương nhiên á, nếu như mà mọi người cảm thấy là mọi người sẵn sàng hay là mọi người rộng mở đón nhận những cái điều này á, thì có rất là nhiều thông tin cũng như là những cái kênh làm về chủ đề này ở trên mạng mà mình cũng thường hay xem. Mình sẽ để link ở phía dưới description hoặc là comment để cho mọi người tiện tham khảo ha. Nhưng mà đó là những cái suy nghĩ phía sau của mình khi mà mình nói đến chuyện là tiêu dùng hay là tiêu thụ có chủ đích. Và một cái cách cụ thể mà mình dùng để có thể áp dụng và làm cho cái việc chi tiêu của mình đó, nó có chủ đích hơn, đó là thứ nhất, mình sẽ tự hỏi là mình có cần nó hay không. Cho dù nó có tốt hay là nó đẹp như thế nào đi, thì câu hỏi đặt ra là có cần thiết hay không. Tại vì nếu như mình không cần á, thì nó vẫn sẽ là một cái sự lãng phí thôi. Nếu như mà mình không có không gian, không có gì, ý là mình không có thể nào sử dụng được nó nhiều á, thì nó vẫn là một sự lãng phí. Cho nên á, là mình phải rất là bình tĩnh khi mà nhìn tất cả những cái biển hiệu sale hay là tất cả những cái thứ mà kiểu những cái đợt sale đang diễn ra ầm ầm á. Và thường á, thì mình sẽ không đi shopping mà không có một cái list đã ghi ra sẵn những thứ mà mình cần, và mình cố gắng là chỉ mua ở trong những cái list đó thôi. Cái thứ hai á, đó là mình quy đổi cái giá trị của cái món hàng đó ra cái số giờ hoặc là số thời gian mà mình phải làm việc để đổi lấy cái món hàng đó. Ví dụ như hồi nãy mình nói là có một cái chiếc túi mà mình đã từng muốn mua mà mình sẽ mất khoảng 3 tháng làm việc để có thể có chiếc túi đó. Thì khi mà mình tính và mình cộng ra hết như vậy, và sau đó mình nói như thế này với bản thân mình là ok, nếu như mà bây giờ bạn phải làm việc 3 tháng không có lương, và cuối cùng của 3 tháng đó đổi lại bạn sẽ có được một chiếc túi vậy đó, bạn có muốn làm việc 3 tháng như vậy hay không? Bạn có muốn tham gia vào cái cuộc đổi trác này hay không? Thì mình sẽ ngay lập tức kiểu không, nope, I mean, come on, it's just a bag. Thì nó lập tức nó kiểu tác cho mình tỉnh thẳng ngay là à, mình đang phải đánh đổi bao nhiêu chỉ để có thể có được cái giá trị của một cái món hàng không thiết yếu đó. Như mình nói á, nó là cái góc nhìn, cái khả năng tài chính cũng như là cái nguyên lý tài chính hay là nguyên lý sống của mỗi người nữa. Bởi vì hai cái này nó đi rất là gần với nhau. Cho nên những gì mình chia sẻ nó là cá nhân, nó là những thứ mà mình đã suy nghĩ và muốn thực hành trong cuộc sống của mình trong những năm qua. Không nhất thiết là tất cả mọi người phải sống như vậy, nhưng mà nếu như mọi người thấy phù hợp thì why not? Kiểu tại sao không cùng tham gia, cùng thử làm những điều này với mình, đúng không? Khi mà mình đặt một mục tiêu về con số nhất định nào đó đi, thì cái câu hỏi nó cần phải đặt ra nữa vẫn là để làm gì, như thế nào là đủ. Bởi vì thành thật mà nói á, trong cuộc sống thì đâu phải chỉ có tiền là một cái chỉ số quan trọng nhất đâu, đúng không? Đương nhiên á, mình không có phủ nhận cái sự cần thiết của nó. Nhưng mà để mà mình có được một cuộc sống cơ bản á, thì nó cũng không cần nhiều đến vậy. Và có rất là nhiều thứ mà tiền không có mua được, ví dụ như là thời gian đi, hay là sự có mặt. Thầy Thích Nhất Hạnh á, có một cái bài giảng rất là hay, đó là người bố có thể có mức thu nhập rất là cao, làm ra rất là nhiều tiền, nhưng mà người bố đó không thể nào dùng tiền đó để mua được cái sự có mặt của ông với lại con của ông. Thì bởi vậy cho nên là khi mà mình bắt đầu trên cái con đường này á, thì mình cũng cần có một cái sự cẩn thận hay là một cái sự gọi là bình tĩnh, chậm rãi nhất định. Và mình giống như là mình phải biết cái mức đủ nó nằm ở mức nào. Bởi vì á, thành thật mà nói á, cái mục tiêu hay là mong muốn kiếm thật nhiều tiền của chúng ta á, cuối cùng á, nó không phải là bởi vì chúng ta cần cái con số đó để có thể sống và tồn tại được, mà là để chúng ta có một cái cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn này á, nó vừa đến từ môi trường bên ngoài nè, nó vừa đến từ cái nội tâm của chính mình nữa. Thì mình cũng không thể nói sâu quá, bởi vì cái trải nghiệm của mỗi người sẽ mỗi khác, hoàn cảnh của mỗi người cũng sẽ mỗi khác nữa. Nhưng mà mình chỉ thấy là nếu như mà chúng ta chỉ xem có một cái mục tiêu về tiền á, như là một cái phương án để có thể giải quyết được tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nếu như mà mình nghĩ là khi mà mình giàu rồi á, thì mình sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề về tâm lý, về mối quan hệ, về sức khỏe, thì nó là một cái giả định mà mình cũng cần nên phải cẩn thận một chút. Riêng bản thân mình á, thì mình nhận ra là hồi đó khi mà mình có những cái mục tiêu về mặt tiền bạc á, thì mình thấy là bằng cách nào đó nó cho mình thứ nhất là một cái cảm giác an toàn, thứ hai á, là một cái cảm giác thành tựu, là kiểu mình chứng minh được cái con người mình rồi, mình chứng minh được là cái giá trị của mình đối với xã hội rồi. Nhưng mà giống như hồi nãy mình nói, nó là một cái vòng lặp không có hồi kết thúc. Tại vì á, khi mà cái sự phân biệt giàu nghèo xảy ra, thì giàu lên hay là cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn á, nó không phải là cách để thay đổi cái sự phân biệt giàu nghèo đó, bởi vì sẽ luôn luôn có kẻ giàu hơn bạn, đúng không?
luôn sẽ có kẻ kiếm được nhiều tiền hơn, thành công hơn. Thì cái vấn đề nó không phải nằm ở đó. Vấn đề nó nằm ở cái chỗ là cái sự phân biệt và cái suy nghĩ giả định của mình, và cái sự gắn những cái giá trị khác vào tiền bạc của mình mà đôi khi nó không hẳn là đúng. Mình chỉ thấy là nếu như mà mình có một cái nền tảng vững chắc và một cái mối quan hệ và một cái góc nhìn về tiền bạc á, nó cũng nhẹ nhàng hơn và nó gọi là có cái phần nào đó nó tỉnh táo hơn như vậy á. Đương nhiên á, không có nghĩa là mình sẽ không muốn đi kiếm tiền, không có nghĩa là mình sẽ không muốn làm cái này cái kia, nhưng mà nó sẽ giúp mình nhận ra là à, khi nào á mà cái giá trị của mình tạo ra cho mọi người, cho xã hội, cho cộng đồng nó đủ lớn thì mình sẽ có thể thu lại được một cái giá trị về mặt vật chất cho những cái nỗ lực, cho những cái dịch vụ, hay là cho những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm, những cái khả năng mà mình có thể đóng góp. Thì nó là một cái quá trình trao đổi, chứ nó không phải là một cái gì đó quá là mystical, tức là quá là kiểu bí ẩn nữa. Và như mình nói, nhiều khi mình cố gắng rất là nhiều và mình nghĩ là có tiền rồi thì mình sẽ làm chủ, nhưng mà thực ra đến cuối cùng thì người chủ của mình vẫn là đồng tiền. Nó là một cái bẫy mà mình cũng sẽ rất là dễ bị sa vào. Thì nếu như mà bạn nào có duyên để nghe được cái phần cuối của video này thì mình hy vọng là nó phần nào đó cũng là một cái ý để mọi người có thể tham khảo. Và nếu như mọi người có suy nghĩ gì thêm thì chia sẻ xuống dưới với mình với ha. Một lần nữa mình rất là biết ơn cũng như là rất là hạnh phúc để có thể vẫn tiếp tục ngồi đây nè và làm video chia sẻ về những cái điều mà mình đã học được, đã trải qua trong cuộc sống của mình. Mặc dù mình biết á, là có thể là cái môi trường hay là cái cuộc sống của mình và bạn á, nó còn nhiều thứ rất là khác nhau, nhưng mà nếu mình vẫn gặp được nhau ở một cái điểm nào đó, ở ngay tại đây hay là ở một cái tinh thần nào đó, thì đó cũng là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn đối với mình. Hy vọng là con đường tài chính của bạn sẽ ngày càng rõ ràng, ngày càng hanh thông, ngày càng thoải mái, và chúc cho tất cả mọi người cũng sẽ đạt được mục tiêu tài chính của mình trong năm 2024 này ha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.